Alo, alo, alo. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên Đức. Ở trên màn hình các bạn, đó là giá vàng SJC được cập nhật lúc 8 giờ 25 phút buổi sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024. Thì hôm nay thì SJC vàng miếng mua vào với mức giá là 88,9 và bán ra là mức giá 90,9. Ở đây chúng ta có sự chênh lệch giữa giá bán giá mua là 2 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với vàng nhẫn thì nhà vàng mua vào mức giá là 75,8 và bán ra là 77,4. So với vài hôm trước thì giá vàng đã có xu hướng tăng lên. Ok. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2024, thì phía ngân hàng nhà nước có đưa ra một thông báo về đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước. Thì nội dung thì nó cũng không có gì là thay đổi so với những lần đấu thầu lần trước. Ở đây thì chúng ta có 3 hay 4 biến nó thay đổi thôi. Đó là thời gian đấu thầu thì nó diễn ra vào ngày mai, ngày 23 tháng 5 năm 2024, và cái giá tham chiếu để tính giá trị cọc là 88,9 triệu đồng trên một lượng. Nếu các bạn để ý thì cái giá này đúng bằng cái giá và SJC đang mua vào, và các bạn nhớ là SJC là doanh nghiệp vàng thuộc nhà nước đó. Đó. Chứ không phải là SJC thuộc tư nhân đâu nhé. Thế nên là các bạn từ đó các bạn sẽ hiểu được cái giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc này. Và khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu thì vẫn như mọi khi 16.800 lượng. Và trong nhiều video mình đã nói rồi. Thì các bạn để ý cái dấu hoa thị này này. Trường hợp ngân hàng nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của ngân hàng nhà nước quyết định hủy cái gói thầu đó. Thì cái này các bạn đọc rõ cho mình từng câu chữ, từng dấu phẩy để các bạn hiểu được đấu thầu vàng của nhà nước nó như thế nào. Ok, thì ở đây mình có thống kê những lần đấu thầu vàng bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 đó, và cho đến ngày hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2024 thì chúng ta đã trải qua 9 lần đấu thầu vàng, và xin lỗi các bạn là 8 lần, ngày mai mới là 9. Thì trong 8 lần này thì chúng ta có 3 lần xịt, có đâu là trúng. Và các bạn để ý là cái số lượng trúng thầu này đấy, từ lần thứ 5 trở đi là có xu hướng tăng lên. Và cái giá trúng cũng thế. Đó. Lần thứ 2 có giá trúng có 81 và bây giờ lên 89. Và các bạn để ý cái cột là giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc. Đó. Tăng từ 81,8 lên 88,9. Và với cái lý do là đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước thì ngân hàng nhà nước nói là nhằm tăng cung vàng miếng cho thị trường. Một cái lý do khá là hợp tình hợp lý. Thì cái nội dung mà mình muốn nhấn mạnh ngày hôm nay ấy là cái dữ liệu là chúng ta sẽ xem là từ ngày 22 tháng 4 cho đến nay thì cái giá vàng quốc tế và giá vàng Việt Nam nó có biến động như thế nào. Còn giá vàng quốc tế thì bây giờ đã giảm xuống mức là 2.391 đô la trên một ounce. Khi hôm qua vượt 2.400, hôm nay giảm xuống thì cái này thì cũng đó. Các bạn nếu mà các bạn đánh cổ phiếu nhiều thì các bạn để ý nó đang test đỉnh thôi, không có gì cả. Thì ở đây là mình có
tổng hợp về cái sự chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng quốc tế. Thì cái công thức mình quy đổi từ giá vàng quốc tế sang giá vàng SJC, thì trong công thức của mình thì mình có loại bỏ đi một vài biến nó không tác động nhiều đến cái kết quả, nó chỉ chênh, nếu mà kết quả thực tế với kết quả mình dùng công thức thì nó chỉ chênh chưa tới 5%, và cái số liệu này mình tin tưởng là mình số nó chính xác trong trong hướng chấp nhận được. Thì các bạn để ý này, từ ngày 22/4 cho đến nay đó, thì cái giá chênh lệch từ ngày 21 này chênh lệch là 10,5 triệu và cho đến ngày cập nhật ngày hôm nay ngày 22/4 thì đã tăng lên là 17,5 triệu. Nếu các bạn nhìn đó là từ 10 đến 17, đó đấy, nó tăng kinh không, thì các bạn thì nó là tăng đến 70%. Đó. Khi mà ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng thì giá vàng ở của Việt Nam lại càng chênh so với quốc tế. Đó. Mà các bạn nhớ là ở Việt Nam ấy thì ngân hàng nhà nước là độc quyền nhập khẩu vàng miếng. Đó. Thế mà lại cũng rất có một cái sự rất là gọi là khó hiểu ở đây là khi nhà nước tăng cung vàng lên đó, thì giá lại để chênh lệch giữa giá Việt Nam và giá quốc tế càng ngày càng tăng. Đó là cái câu hỏi mà đặt ra để chúng ta cần phải có một câu trả lời chính xác. À, tại sao có lại xảy ra như vậy? Nếu mà theo lý thuyết về cung cầu thì cung tăng thì giá giảm, nhưng mà đây lại rất là ngược lại, cung tăng mà giá cũng tăng. Đó. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải giải thích một chút về bên cầu. Chúng ta đặt câu hỏi là người dân người ta mua vàng để làm gì? Để đầu tư, để phòng ngừa rủi ro, hoặc là để giữ giá trị cho, hoặc là để giữ giá trị tài sản. Và các bạn, nếu các bạn theo dõi tình hình chính trị ở Việt Nam thì hôm nay thì Đại tướng Tô Lâm đã lên chức Chủ tịch nước và Thượng tướng Tỏ thì là người điều hành của Bộ Công an. Thì nó nói lên điều gì? Nói lên đó là chức Bộ trưởng Bộ Công an đã chưa được ấn định, mặc dù hai ghế là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, chức to hơn mà người ta là ấn định được riêng chức Bộ trưởng Bộ Công an, người ta chưa ấn định được người thay thế. Đó, thì các bạn đặt câu hỏi là liệu điều đó bị nói đến điều gì? Liệu chính trị ở Việt Nam đã thực sự là ổn định hay chưa? Đó. Và khi mà con người người ta cảm giác là thấy sự bất an trong hoạt động đầu tư của họ thì họ sẽ rơi vào dạng trái là phòng thủ, giống như chú nhím thôi. Nếu mà thấy nguy hiểm thì nhím sẽ xù lông lên và bảo vệ chính bản thân mình. Cái điều này điều dễ hiểu, và theo những gì mà mình quan sát và mình sử dụng dữ liệu thì mình phán đoán rằng đó là do cái nhu cầu vàng vượt quá cái cung vàng, nó dẫn đến cái trường hợp đó là sự chênh lệch giữa vàng SJC và quốc tế càng ngày càng tăng. Ok, đó là những gì mình vừa nói trong video ngày hôm nay. Thân ái chào tất cả các bạn.